Hai, xin chào anh em đã quay trở lại với channel T Game. Ok, anh em chúng ta gặp nhau ở con mua vinh dự. Xin chúc điều tốt đẹp nhất luôn đến với anh em nha. Ok anh em, hôm nay có con hàng ở cổng server 018 anh em ạ. Ok, để vào xem con hàng này như thế nào ha. Để vần mình check qua bên phần thông tin cái luôn nè. Dữ liệu cá nhân 84%, cái này không quan trọng anh em ạ. Liên kết Gmail, này là Gmail của mình luôn anh em ạ. Bữa hôm mình bán cho ông kia rồi mình đổi lại cho cái người mua mà họ cũng chưa có đổi lại nữa, vẫn còn cái Gmail nằm trong đây luôn. Câu hỏi an toàn rồi, đổi Gmail, đổi câu hỏi và đổi bot có thể chơi anh em. Ghi ngặt này anh em yên tâm luôn ha. Giá thì chú mặt đưa ra chỉ là 1 triệu thôi anh em ạ. Để vào xem lại coi con hàng này như thế nào ha. Go 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 lộc thế. Rồi VIP 11 anh em ạ. VIP 11 ha. VIP 11 4 chuyển level 142. Đấy, 82 triệu lượt chuyển. Còn 17 triệu nữa lên VIP 12 anh em ạ. Đấy. Bảng xếp hạng luôn nè. Hàng ngải, hàng 1, hàng cấp, hàng 1, hàng lực chiến, hàng 1. Hạng đấu trường hạng 1 và lực chiến nè. 8252 4846 được. Bộ có vẻ như là top 1 vượt quá mạnh anh em ạ. Kỹ năng nè. Kỹ năng thì đây chúng ta sẽ có một con ép mẫn đầu nè. Đấy. Còn cái này. Hai cái này là chưa mắt ha. Con ép trí. Ép trí như thế này. Còn pháp sư mẫn anh em ạ. Rồi nhảy qua bên phần nhân vật luôn nè. Cơ bản thuộc tính của con ép trí ha, ép lộn ép mẫn ha. Này. Con ép trí nè. Con pháp sư mẫn. Về trang phục nè, trang phục pháp sư được 2 món anh em ạ. Con ép giữa thì không có, con ép đầu thì 5 món nè. Tọt kỳ, một con siêu viên chiến long nè, 2 hoàng kim viên long thú nè, 3 bọ cạp nè. Áo hình thì có con thú kangaroo nè. Kỹ thuật nè, 5, 10, 9 ô đã lắp đèn em ạ. Ô thứ 10 thì level 8 ha. Thánh vật sách pháp ma 7 87, cao nhất thấp nhất là 68 nè. Kiếm sa nhã thì cao nhất là 86, thấp nhất là 68 nè. Hạt cầm thì 15 15 hết nè. Bên phần lỗi thì số đám ma kích hoạt 5 món nè, kiếm sa nhã 3 món nè, hạt cầm thì chưa nè. Huy chương thì được một con đỏ nè, 6 con cam và 6 con tím ha. Ngọc thì đây con ép nè, pháp sư nè, đồ ở cái bậc 4 4 5 chắc việc đỏ luôn nha bạn. Đấy, con ép 2 nè, pháp sư nè, ép 2 cũng một cặp 3 4 chắc việc ha. Bậc 5 ép đầu nè, ép giữa nè, pháp sư nè, 6 nè, ép giữa nè, ép đầu nè, bậc 7 nè. Nhấn di chuyển cấp ở con ép đầu tiên nha anh em. Con ép giữa nè, con pháp sư nè, bậc 8 nè. Tinh luyện cánh luôn nè, 53%, bậc 4, bậc 5, 60%, bậc 6 không có ha.
túi xe máy Combat luôn nè. Đó đó, một đỏ hai đỏ một cam anh em ạ, bậc 4 hay bậc 5 nè, một đỏ hai cam ở bậc 5 luôn em ạ. Tím cam, hai cam một tím ở bậc 6 này mà, bậc 7 nè. Rồi một một cam hai tím ha, một cam hai tím ở bậc 7, bậc 8 nè. Bậc một tím hai cam ở bậc 8, thần trang luôn nè. Con ép đầu nè, ép giữa nè, pháp sư cuối nè, năm ép đầu ép giữa pháp sư cuối, sáu nè ép đầu ép giữa pháp sư cuối, bậc 7 nè ép đầu ép giữa pháp sư cuối, bậc 8 nè ép đầu ép giữa pháp sư cuối, nguyên tố luôn nè. Nguyên tố ở con ép đầu anh em à, level tương đối khá cao ha, 90-87. Ép giữa nè, pháp sư nè, các ấn nguyên tố luôn nè, không pháp sư nè, ép giữa nè, ép đầu nè. Rồi chỉ với 1 triệu anh em à, đổi bot đổi câu hỏi và đổi gmail có thể chơi ha. Để mình chạy lại xem trong kho còn gì hay không nha anh em. Trong kho thì còn như thế này ha, còn ngoài túi đây đấy, rồi ở ngoài còn 72k kim cương nữa. Rồi anh em nào mua có thể liên hệ trực tiếp mình ha, và mình sẽ đứng ra để giao dịch với anh em ha. Đấy để mình coi cái kỹ năng này, thiên phú nè, thiên phú thì mới lên như đây ha. Con ép nè, ba con lên ba hướng nè, ba con lên ba hướng ha. Đó, mọi thứ mình cũng đã show hết cho anh em xem rồi ha. À, này thì chỉ cần đổi gmail, đổi bot và đổi câu hỏi có thể chơi nha anh em. Và mình cũng sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em video tiếp theo của mình. Nếu anh em có ý kiến gì hay để lại phần comment dưới, còn nếu ủng hộ mình để like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.